Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự đặc biệt trên kênh Tin Nóng 24 giờ. Kính chúc quý vị có những thông tin cần thiết khi trải nghiệm trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây, kính mời quý vị và các bạn điểm qua những tin nóng dưới đây. Cựu chủ tịch huyện Nhân Trạch bị lừa hơn 171 tỷ đồng cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch Nguyễn Thị Giang Hương, người trong vụ việc bị lừa 171 tỷ đồng, đã được cho thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10 đã biểu quyết, thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng ra quyết định và tổ chức thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhân Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản thu nhập, quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định. Ngoài ra, bà Giang Hương làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 171 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nhóm người Việt Nam sống ở Campuchia dưới sự chủ mưu cầm đầu của người nước ngoài đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Hương. Quá trình điều tra còn phát hiện 12 đối tượng ở Việt Nam sử dụng căn cước công dân giả, đăng ký mở 17 tài khoản rồi bán cho các nhóm đối tượng lừa đảo. Công an đã củng cố hồ sơ, tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan và tổ chức. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an thực hiện điều tra xác minh làm rõ theo quy định. Thêm quy định về kiểm soát quyền lực, có bộ quy tắc ứng xử cán bộ công chức. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác người có chức vụ quyền hạn theo quy định, bảo vệ khen thưởng tổ chức cá nhân phát hiện, phản ánh, tố cáo vi phạm. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký văn bản số 626 của Thủ tướng Chính phủ về việc quán triệt tổ chức thực hiện quy định số 131 ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Hoàn thiện chính sách, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ yêu cầu thanh tra chính phủ, các bộ ngành địa phương, các cơ quan có chức năng thanh tra, các tổ chức, đơn vị thanh tra, quán triệt tổ chức thực hiện quy định số 131. Trong đó cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả quy định số 131, các chủ trương quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, nhất là luật phòng chống tham nhũng, luật thanh tra và các chỉ đạo về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, không để tham nhũng tiêu cực. Kịp thời tham mưu hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan, đảm bảo kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động thực thi công vụ. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác người có chức vụ quyền hạn theo quy định, bảo vệ khen thưởng tổ chức cá nhân phát hiện phản ánh tố cáo vi phạm, tăng cường kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện, ngăn chặn chấn chỉnh, xử lý sai phạm hoặc kiến nghị xử lý theo quy định. Thủ tướng giao thanh tra chính phủ chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền, sửa đổi quy định về hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm đảm bảo kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động thanh tra đạt hiệu quả, hiệu lực. Bộ Tài chính rà soát sửa đổi các quy định về hoạt động kiểm toán độc lập và các quy định khác có liên quan để đảm bảo kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động kiểm toán. Hoàn thiện quy định về đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử nghề nghiệp. Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, viên chức để nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện nhiệm vụ về thanh tra, kiểm toán,
mục tiêu nhằm phòng ngừa và phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc bao che, tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực, biểu dương khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức, viên chức, phát hiện, phản ánh, tố cáo vi phạm. Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác này. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan có chức năng thanh tra, các tổ chức, đơn vị thanh tra, quán triệt tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, định kỳ mỗi quý báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực và khi có yêu cầu, Thanh tra Chính phủ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Điểm chuẩn đại học các ngành sư phạm cao là tín hiệu đáng mừng. Thưa quý vị, thông tin điểm chuẩn vào các trường đại học năm nay tuy không ngoài dự đoán sẽ tăng, nhưng lại tăng cao, có những ngành cao bất ngờ. Chỉ riêng với ngành sư phạm, điểm chuẩn cao ngất ngưỡng, gần như là các môn đều đạt điểm tuyệt đối. Điển hình như ngành sư phạm lịch sử và sư phạm ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất là 29,3 điểm. Như vậy, thí sinh cần đạt 9,76 điểm mỗi môn mới trúng tuyển. Đại học Cần Thơ và trường Sư phạm 2 Hà Nội cũng có điểm chuẩn hai ngành sư phạm ngữ văn và lịch sử cao ở mức trên 28 điểm. Ngành sư phạm tiếng Anh càng căng, có trường điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất 38,45 điểm, thang điểm 40, tương đương hơn 9,6 điểm mỗi môn. Học sinh giỏi ngoại ngữ và chọn ngành sư phạm tiếng Anh ngày càng nhiều. Trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trước đây, có rất nhiều thí sinh nhận điểm 0 môn lịch sử, ngành giáo dục cũng như cộng đồng xã hội đau đầu để giải câu hỏi tại sao học sinh lại học kém môn lịch sử. Sau mỗi kỳ thi, điểm thi môn này tăng hơn, năm nay dù đề được đánh giá là phân hóa tốt nhưng môn lịch sử có hơn 2.100 thí sinh đạt điểm 10, cao gấp khoảng 3 lần so với năm ngoái. Ngành sư phạm được cho là không ăn khách nhưng qua các kỳ thi cho thấy học sinh chọn nghề dạy học ngày càng nhiều. Riêng điểm chuẩn đại học ngành sư phạm như là lịch sử, ngữ văn và địa lý cao phản ánh hai thực tế. Một là chất lượng đầu vào ngành sư phạm cao, hai là những ngành ít thu hút sinh viên như lịch sử, địa lý này đã có nhiều người lựa chọn. Quan niệm chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm xem ra đã lạc hậu rồi, nay nghề gõ đầu trẻ rất hot, điều này được minh chứng qua điểm chuẩn đầu vào, điểm chạm ngưỡng tuyệt đối cả 3 môn không giỏi sao được. Sinh viên giỏi, được học hành bài bản, siết chặt 4 năm học và đầu ra, tất sẽ có đội ngũ giáo viên giỏi và xuất sắc. Đầu vào ngành sư phạm cao là tín hiệu đáng mừng, bởi vì sinh viên ngành sư phạm giỏi nếu được đào tạo phù hợp với yêu cầu của thời đại thì sẽ có những người thầy tốt cho xã hội. Các trường học có một thế hệ giáo viên là những người thông minh, xuất sắc, đó chính là nền tảng căn bản để nâng cao chất lượng giáo dục, chấn hưng giáo dục trước hết chính là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Thêm một tác động khác, tiền lương và phụ cấp cho giáo viên tăng cao hơn trước, cuộc sống của giáo viên được cải thiện rõ rệt, sẽ thu hút thêm người giỏi lựa chọn nghề giáo. Sư phạm sẽ là ngành mà phụ huynh, học sinh hướng đến và xã hội coi trọng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.